Hi, welcome back to my channel Start Skeletico. Và mình sẽ vào tựa game đầu tiên. Ok, xin hiểu robots. Let's go. Ok, và tôi cần đi theo. Let's go. Thank you.
Hi, my name is Late Pierre. Let's and go. I'm the head of innovation here at the Playtime Co. If you're seeing this, sau đó khi được băng lại chẳng hết thì lúc đó yeah, So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Let's go. Let's go. Thank you.
Stella. What made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. Such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, sau này thì các bạn sẽ phải đào tạo ra một chú thú bông, và khi đó thì các bạn sẽ lấy chú thú bông đó để các bạn có thể mở cánh cửa này ra. Sau đây sẽ có một pin, khi mở ra và các bạn sẽ tìm cách để tiêu diệt cái pin này. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. The oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Xin here. Survival. Let's go. Thank you.
3 die. Okay, let go. Sẽ phải làm sao để âm dương à, nó phải hòa hợp dương 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 và đầu này cũng là đầu dương, hòa hợp nối liền nhau, nó là khoảng rồi. Oh my god, để xin nhau lắm rồi. Ok, và tôi kênh tôi cho Poppy Play Tham Chư. You to trust me. Ok, và tiếp tục mình sẽ sang the game tiếp theo. Let go.
Let's go. Sau đó các bạn sẽ bê đến chỗ điểm đường này. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang the game tiếp theo. Let's go. Ok, và mình sẽ sẵn cái đứa theo. Thank you.
Ok, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Poppy Play Thumb. Let's go. Oh my god, sao nhảy của vừa rồi này không được nhờ. Nguyên lý do gì luôn. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Giật các bạn nhé, khá giật luôn và ấn lệnh thì không được rồi. Đó. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go.
Let's go. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. Thank you.
Ok, và tựa game tiếp theo. Let's go. Zombie Hunter. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Let's go. Soldier Chistakov, answer. This is Soldier Artanov, over. Answer. I'm on the quarter, moving towards the bunker. Good. Detect me if you're headed in trouble. Roger that, over. I'm on the place. That's great, soldier Artanov. Now go to the bunker. There's no much oxygen left. Roger.
near the bunker, but I can't open the pressure gate. There's a valve missing. I'll do everything I can. Hold on. Chỗ để dập lửa tiếp. Hai khẩu súng rồi và một khẩu thứ ba đang ở đây. Khi tổng đủ ba khẩu súng thì các bạn sẽ tiêu diệt được gì nhiều. Ok, let's go. Oh.